Huyền thoại chiến thần tập 93. Tà Doãn sững sờ, đây là đâu chứ? Mình gọi anh họ của mình đến để làm chủ cho mình, sao anh họ mình không những không làm chủ cho mình mà lại còn còng tay mình chứ? Cứu binh này hình như có gì đó hơi sai sai đó nhỉ? Tà Doãn nóng nảy hét lên, anh họ, anh đừng đùa với em, cái trò đùa này không vui chút nào đâu. Tà Mạnh Trí tức giận nói, ai đang đùa với cậu chứ? Không phải anh họ, không phải anh đang đùa sao? Vậy là anh hỏng não rồi sao? Em là em họ của anh đó, sao lại chĩa cánh tay ra với bên ngoài chứ? Anh mau thả em ra, câm miệng. Tà Mạnh Trí bước lên phía trước, chào theo quân lễ với danh sách, tất cùng tất kính nói, tổng phụ trách, tôi xin lỗi, là do thuộc hạ làm việc không hiệu quả, để cho người thân và bạn bè đều làm việc sai trái. Tổng phụ trách sao? Tà Doãn choáng váng, tại sao anh họ của mình lại chào quân lễ với người khác, vả lại còn bằng một thái độ khiêm tốn như vậy? Chỉ có người khác luôn khách sáo với anh họ của mình thôi mà. Kẻ ngu cũng biết rằng thân phận của danh sách nhất định ở trên Tà Mạnh Trí. Lần này Tà Doãn đã đá phải tấm sắt rồi. Cái này em... Tà Doãn không biết phải nói gì, dám đắc tội đến một nhân vật lớn mà còn không tự biết, muốn nhờ anh họ đến cứu thua, kết quả anh họ thậm chí còn không dám hỏi, trực tiếp còng tay chính mình. Thằng khốn nạn này đến cùng là thần thánh phương nào chứ? Cho dù đó có là gì đi chăng nữa thì thân phận của danh sách cũng là thứ tuyệt đối không thể trêu vào. Mà đến lúc này anh ta mới bắt đầu hối hận, tại sao vừa rồi mình lại kiêu ngạo như vậy? Nếu ngay từ đầu đã làm theo hướng dẫn của nhân viên phòng cháy chữa cháy tìm cách di chuyển chiếc xe thì quá tốt rồi. Bây giờ đã muộn, có nói gì cũng đã quá muộn rồi. Phía bên kia, Tà Mạnh Trí nói với danh sách, tổng phụ trách, anh có phân phó gì không? Danh sách bình tĩnh trả lời, giải quyết theo việc chung, xử lý Tà Doãn như thế nào tùy anh quyết định. Thuộc hạ đã hiểu. Ngoài ra, danh sách ghé vào tai Tà Mạnh Trí, gần đây phải trông chừng người có nhà thật, nếu tôi đoán không lầm thì bọn họ sẽ sớm có hành động đó. Tinh thần Tà Mạnh Trí khẽ run lên. Trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của người nhà họ Thạch. Nhưng anh ta cảm nhận được, rõ ràng người của nhà họ Thạch đã có đề phòng. Mọi lời nói và hành động đều khéo léo, không có điểm nào khác thường. Thực ra thời gian trước, Thạch Văn Bình có rời khỏi khu vực Giang Nam đến Nam Thành một chuyến. Chuyện này nằm ngoài phạm vi chức trách của Tà Mạnh Trí, nên anh ta không có cách nào có thể điều tra được những chuyện xảy ra ở Nam Thành. Ngoài trừ lần đó, mọi chuyện ở khu vực Giang Nam vẫn diễn ra như thường. Nói thật thì Tà Mạnh Trí rất nản lòng. Anh ta cho rằng con cá lớn nhà họ Thạch này sẽ không tài nào chịu mắc câu. Nhưng lúc nghe danh sách nói như thế thì tinh thần anh ta lập tức được vực dậy. Cuối cùng nhà họ Thạch đã không nhẫn nại được nữa rồi. Bây giờ thuộc hạ sẽ trở về triển khai hành động. Xin tổng phụ trách cứ yên tâm. Đi đi. Tà Mạnh Trí xoay người ra ngoài, đồng thời sắp xếp người hộ tống Tà Doãn lên xe rồi vội vàng rời đi. Nhà sách không chút biến sắc trở về trong xe. Tân ẩn tò mò hỏi, rốt cục phía trước xảy ra chuyện gì thế? Hình như tôi thấy có rất nhiều xe đang kẹt lại ở phía trước, hơn nữa còn nghe thấy tiếng động rất lớn, ngay cả xe cảnh sát cũng chạy đến. Có phải đã xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng hay không? Nhà sách xua tay, là một chiếc ô tô riêng lấn chiếm làn đường khẩn cấp nên cản đường xe cứu hỏa. Bây giờ tuyến đường đã được khơi thông, không có chuyện gì xảy ra đâu. Là vậy sao? Thế khi nào thì mới hết tắc đường đây? Chuyện này phải tùy duyên thôi, hẳn là phải đợi đến mấy tiếng đồng hồ mới xong. Đợi cho đến khi con đường thông thoáng trở lại thì trời cũng đã tối. Gia Sách từ từ lái xe rời đi. Ở trên đường cao tốc, cũng không biết là vô tình hay cố ý, mà anh nhìn thấy một ngọn lửa lớn bên trong lùm cây ôm tùm trong công viên. Tuy hiện tại đám cháy đã được khống chế, có lẽ sẽ sớm được dập tắt, nhưng không biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn này, và tổng thiệt hại về kinh tế ở khu Giang Nam sẽ lên đến con số bao nhiêu đây. Sau khi tuyến đường được thông thoáng, bọn họ nhanh chóng trở về trung tâm y tế nhân trị. Gia Sách đưa Tân Uẩn và Tân Tử Dân về nhà, sau đó anh cũng không ở lại mà dẫn Tiểu Điệp đến tòa nhà văn phòng tổng phụ trách. Dọc đường đi, Tiểu Điệp nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng cảm thấy chua xót. Nhiều năm trước đây, cô ta vẫn là một phần của thành phố này, cùng trải qua quãng thời gian tốt đẹp khó quên với Tôn Tại Ngôn. Thế mà thấm thoát đã nhiều năm như vậy rồi, không biết bây giờ Tôn Đại Ngôn sống có tốt hay không. Anh định cho tôi đi đâu? Tiểu Điệp hỏi. Một chỗ an toàn. Tiểu Điệp mỉm cười. Ở thành phố này vẫn có nơi an toàn sao? Doanh nghiệp Thiên Đỉnh mà nhà họ Tôn nắm giữ giống như một gã khổng lồ ở khu Giang Nam, gần tương đương với Thủy Văn Nhiên ở Nam Thành. Cô Toa
quay trở về đây, chỉ e rằng sẽ bị người của doanh nghiệp Thiên Đỉnh làm đè đuổi giết đến chết mới thôi. Làm gì có chỗ nào an toàn chứ? Kỷ Điệp nói ra, tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng để anh cảm thấy sợ thì cứ thả tôi xuống, tôi sẽ tự nghĩ cách đến gặp Tôn Tài Ngôn. Cô không làm được đâu. Gia Sách dứt khoát từ chỗ cô ta, sau đó nói ra, nếu tôi có cách giải quyết, Thủy Vân Nhiên cũng sẽ có năng lực đối phó với doanh nghiệp Thiên Đỉnh. Lần này tôi đưa cô trở về đây không chỉ là muốn thu phục Tôn Tài Ngôn, anh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đêm, mà còn muốn giải quyết cả doanh nghiệp Thiên Đỉnh. Đó mới chính là đầu sỏ, cũng đến lúc nên kết thúc cái trò mèo vờn chuột này rồi. Các phân diệt của doanh nghiệp Thiên Đỉnh đều đứng trên bờ vực suy tàn, đến một giây phút nào đó sẽ sụp đổ. Gia Sách quá chán ngấy với điều đó nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng đoạn đường cuối cùng để tiến địch doanh nghiệp Thiên Đỉnh. Nửa giờ sau, xe đậu dưới tòa nhà có văn phòng tổng phụ trách. Lúc xuống xe, Tiểu Điệp còn không biết phải nói gì cho tốt, dù cô ta có ngờ nghệch đến mấy cũng biết nơi này là đâu. Gia Sách, tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Đây chính là trung tâm của khu Giang Nam, là chỗ của phía chính phủ. Bộ anh không sợ bị phía chính phủ trừng phạt hay sao mà dám đưa tôi đến đây chứ? Đến đây chứ? Gia Sách bật cười, chưa kịp trả lời đã thấy cửa lớn của tòa nhà kia mở ra, bên trong có một đám người vội vàng bước tới. Một người đàn ông mặc âu phục và thắt cà vạt chỉnh tề đi trước, cung kính cúi đầu với Gia Sách một cái. Tổng phụ trách, vất vả cho ngài rồi. Tổng phụ trách? Trong mắt Tiểu Điệp đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi, chỉ với một lời xưng hô như thế đã đủ để cô ta biết được thân phận của Gia Sách. Một đám quan chức cấp cao ở đây gọi anh là tổng phụ trách, hơn nữa Gia Sách lại có thể điều động nhiều nhân vật có tiếng nói như vậy, thân phận của anh còn có gì khó đoán hơn sao? Mọi thứ đã phơi bày ngay trước mắt, thảo nào Gia Sách lại dám mạnh miệng muốn thu phục Tôn Tài Ngôn và giải quyết doanh nghiệp Thiên Đỉnh. Với tư cách là tổng phụ trách khu Giang Nam, muốn xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này e rằng chỉ dễ như trở bàn tay. Hiện tại Tiểu Điệp nhớ lại mà sợ hãi không thôi. Dọc đường đi, thái độ của cô ta đối với Gia Sách cũng không có mấy tôn trọng. Cô ta chỉ biết ơn Gia Sách nhưng chưa từng ngưỡng mộ hay sợ hãi Gia Sách. Cho nên rất nhiều lúc cô ta đã nói chuyện với giọng điệu không lớn, không nhỏ. Bây giờ biết thân phận thực sự của Gia Sách khiến mặt cô ta trắng bệch đi vì sợ hãi. Gia Sách nhìn cô ta rồi cười cười nói, cô còn đứng ngây người ở đó làm gì? Phòng của cô đã được chuẩn bị tốt rồi. Để đảm bảo an toàn của bản thân thì sau này cô cứ sống ở đây đi. Đương nhiên nếu sống ở nơi này thì còn gặp vấn đề gì về thì e rằng trên cả thế giới cũng không có mấy chỗ nào an toàn. Tiểu Điệp cung kính trả lời, cảm ơn sự ưu ái của ngài. Gia Sách nhíu mày, tôi không thích cô khách sáo như vậy, cứ giữ thái độ nói chuyện với tôi như lúc đầu đi. Không thích hợp lắm đâu. Không có gì là không thích hợp cả, đi theo tôi lên lầu. Tiểu Điệp quá căng thẳng đi theo Gia Sách. Cô ta chỉ là một vũ công có thân phận thấp hèn. Cô ta chưa từng vọng tưởng có ngày được sống trong tòa nhà văn phòng của tổng phụ trách. Lòng tốt của Gia Sách cô ta ghi tạc trong lòng, đời này nhất định cô ta sẽ liều mạng trả lại. Gia Sách đích thân đưa cô ta vào trong phòng khách, sắp xếp cho cô ta ở lại đó, đồng thời dặn dò cấp dưới quanh phụ trách các nhu cầu sinh hoạt cũng như phải bảo vệ sự an toàn Tiểu Điệp mỗi một phút giây. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện, Gia Sách mới đi xuống cầu thang, sau đó lại ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Những ngôi sao kia dường như đã phản chiếu khuôn mặt của một người, là khuôn mặt của một người phụ nữ. Mộng Nghiên, anh đã về rồi, đã nhiều ngày anh không được gặp em vẫn khỏe chứ? Gia Sách lái xe trở về ngôi nhà quen thuộc của mình trong đêm tối. Trong nhà vẫn sáng đèn chứng tỏ người bên trong vẫn còn chưa ngủ. Gia Sách nhẹ nhàng đi tới, sau đó vươn tay gõ nhẹ cửa. Cốc cốc cốc. Một tiếng cạch vang lên, cửa được mở ra. Mộng Nghiên đứng ở cửa nhìn Gia Sách, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trước khi trở về, Gia Sách có ngàn vạn lời muốn nói ra, nhưng lúc nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên, anh lại không thốt nên lời. Mộng Nghiên, Sách. Những cái ôm, niềm hạnh phúc, sự vui mừng và rạng rỡ. Đinh Mộng Nghiên trực tiếp nhào vào trong lồng ngực Gia Sách, gắt gao ôm chặt lấy anh. Mặc dù bọn họ chỉ mới xa nhau không tới một tuần, nhưng lại có cảm giác như đã cách xa vài năm vậy. Chỉ khi tình cảm đã sâu đậm đến một mức độ nhất định mới có thể hiểu được nỗi đau của lần xa cách này. Sau khi ôm nhau một lúc lâu, Đinh Mộng Nghiên mới đón anh vào cửa, đổi dép rồi đi về phía ghế sofa. Cha, mẹ, Gia Sách đã về rồi. Đinh Ngạc Sơn vui vẻ đứng lên. Ồ, con rể quý của cha về rồi đó à? Cha nghe Mộng Nghiên nói con đi Nam Thành cứu người làm cha lo lắng muốn chết. Sao rồi, có cứu được người chưa?
Gia Sắc gật đầu, vâng, đã cứu được rồi. Hiện tại ông cụ Tân cũng đã về nhà an toàn, không có gì đáng lo nữa. Vậy thì tốt rồi. Trong quá trình nói chuyện, khóe mắt Gia Sắc nhìn thoáng qua mẹ vợ Tô Cầm, phát hiện sắc mặt bà không mấy vui vẻ. Ngày thường Tô Cầm rất thích Gia Sắc, sao hôm nay mẹ vợ lại rầu rĩ không vui khi anh về chứ? Hay bà có ý kiến gì về Gia Sắc sao? Gia Sắc hỏi ra, mẹ làm sao thế? Lời vừa hỏi ra, Đinh Mộng Nghiên và Đinh Khải Sơn đồng thời nhìn nhau rồi thoáng thở dài. Từ phản ứng của các thành viên trong gia đình có thể thấy, nhất định trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nếu không mọi người sẽ không có vẻ mặt như thế này. Đinh Khải Sơn nói ra, chút chuyện nhỏ nhặt thôi, con đừng để trong lòng. Sắc à, con vừa trở về chắc mệt mỏi, tranh thủ đi nghỉ ngơi trước đi. Càng nói như thế thì anh càng không ngủ được. Gia Sắc hỏi, cha, nếu cha không nói rõ cho con biết, có thể đêm nay con sẽ không ngủ ngon được đâu. Đinh Khải Sơn lắc đầu, thật sự không có chuyện gì lớn, chỉ là mẹ con bị người ta lừa mất một ít tiền. Hả? Bao nhiêu tiền thế? 120 vạn. Quả thực 120 vạn không phải là con số đáng nhắc tới đối với Gia Sắc. Đó chỉ là một con số nhỏ, giống như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Đối với nhà họ Đinh thì đó cũng không phải là số tiền quá lớn, vì xét từ số cổ phần trong công ty của Đinh Mộng Nghiên mà nói, chút tiền ấy vẫn có thể kiếm lại một cách dễ dàng chỉ trong vài tháng. Nhưng đối với cá nhân Tô Cầm thì số tiền này là khá lớn. Tô Cầm là một bà nội trợ, bình thường không đi làm, nên tất cả số tiền mà bà có đều do Đinh Mộng Nghiên và Đinh Khải Sơn cho, nên bà phải chắt chiu từng đồng mới có thể tích cóp được số tiền 120 vạn kia. Ngày thường Tô Cầm rất ít tiêu tiền, lúc nào cũng có suy nghĩ là tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Có thể nói là 120 vạn đó là toàn bộ số tiền bà dành dụng được trong mấy chục năm qua. Bất cứ ai bị người ta lừa đến rỗng túi cũng sẽ rầu rĩ không vui nổi. Đương nhiên Gia Sắc có thể trực tiếp lấy mấy trăm vạn ra giúp Tô Cầm bù lại khoản tiền bị lừa, nhưng cách làm này chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không dẹp được phần gốc. Muốn Tô Cầm thực sự cảm thấy vui vẻ thì chỉ còn cách giúp bà ấy lấy lại số tiền đã bị lừa mất kia thôi. Gia Sắc lặng lẽ ngồi sang một bên, nghiêng người vừa rót nước vừa hỏi, mẹ, chuyện mẹ bị lừa tiền là như thế nào? Tô Cầm nghe xong càng khó chịu hơn, nước mắt đang trực trào ra. Đinh Khải Sơn vội vàng đưa khăn lông ướt cho bà, ơ kìa, 120 vạn thôi mà, cũng không phải chúng ta không có, bà đừng khóc, bà khóc một cái là trong lòng tôi lại cuống cuồng hết cả lên đó. Ông quay đầu đặt một cái hộp lên trên bàn, sau khi mở ra, liền thấy một cái vòng tay ngọc bích ở bên trong. Hôm qua mẹ của con đi mua sắm với mấy chị em tốt, lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức mới thấy đang có chương trình khuyến mãi lớn, ai vào mua cũng được giảm giá. Ví dụ như rút trúng phiếu giảm giá 40% thì có thể mua bất kỳ món trang sức nào trong cửa hàng mà chỉ cần trả 60% số tiền gốc. Phụ nữ mà, đã nhìn thấy trang sức mà còn ngay lúc giảm giá nên làm gì có chuyện không bị mê hoặc. Mẹ của con và mấy chị em tốt bèn đi vào và được giảm giá, nhưng mấy người kia đều chỉ được giảm 10 hoặc 20% mà thôi. Lúc mua cũng không cảm thấy có lời lắm. Không ngờ đến lúc mẹ con mua thì trực tiếp rút được phiếu giảm giá 90%. Món có giá 100 tệ thì nay chỉ trả 10 tệ. Món có giá trị 100 vạn thì chỉ cần dùng 10 vạn là có thể mua. Thế là mẹ con lập tức bị dụ, hơn nữa còn vui vẻ đến khoa tay múa chân. Dưới sự thúc giục của đám chị em tốt, cuối cùng bà ấy đã lấy hết tiền của mình ra để mua một cái vòng ngọc bích này với giá 120 vạn. Tôi tưởng mình mua được món hời, lát đi ra bán lại há chẳng sẽ kiếm được hơn 100 vạn hay sao? Cho dù không bán được 120 vạn nhưng ít gì cũng bán được 70-80 vạn, vậy coi như là một số tiền lớn. Đinh Khải Sơn nghe nói đến đây thì cũng phải thở dài thật sâu. Sự thật chứng minh mấy món hời như thế này không hề dễ lấy. Mẹ con đem chiếc vòng ngọc bích này đi đến chỗ khác bán, kết quả người ta vừa nhìn thoáng qua là đã biết ngay đồ giả. Cái vòng đầu thừa đuôi thẹo này được làm từ ngọc bích vụn nên giá trị của nó không thể nào cao hơn 10 vạn được. Dùng 120 vạn để mua một món đồ giá 10 vạn, nói cách khác, hành động này đã đếm mất 110 vạn. Lúc đó mẹ con đùng đùng nổi giận, trực tiếp đem đồ đi đến cửa hàng kia để làm cho ra lẽ. Kết quả còn đánh chết người ta cũng không nhận, hơn nữa còn cho người kéo mẹ con ra ngoài. Cửa hàng lại dám lừa gạt khách hàng sao? Đó là một chuỗi cửa hàng có thương hiệu siêu lớn nổi tiếng trên thế giới, người bình thường chúng ta làm sao có thể đối đầu được đây? Hơn nữa con đã đem đồ ra khỏi quầy rồi, bây giờ người ta nói con âm thầm đem đồ thật đổi thành đồ giả thì con trả lời người ta như thế nào đây?
Đối với chuyện thế này, con chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống. Có trách cũng chỉ trách con ham rẻ, thành ra tự hại mình mà thôi. Gia Sách sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mỉm cười. Chuyện thế này vốn dĩ không phải là gì quá to tát. Với thân phận của Gia Sách, anh có thể cho mấy cửa hàng lừa đảo như vậy ngừng kinh doanh chỉ trong vài phút, cho kẻ đó cuốn gói rồi đi. Tuy nhiên Gia Sách vẫn muốn nhìn xem cửa hàng này trông thế nào mà có thể ngang ngược như vậy, thủ đoạn độc đáo như thế này lại là một cách trơn tru. Lợi dụng giảm giá để lừa các quý bà mua hàng, sau đó dùng hàng kém chất lượng để thay thế cho sản phẩm thật. Vừa có thể lừa được tiền, vừa không hề lưu lại sơ hở, đúng là rất lợi hại. Thực chất chuyện này cũng giống với thói quen hiện nay là tăng giá trước rồi gánh mác giảm giá sau. Chẳng qua cửa hàng này không giống như vậy. Người ta tăng giá trước rồi khi nào hạ giá mới bán hàng thật. Thói quen bán hàng giảm giá kém chất lượng thật sự rất khó chấp nhận. Thảo nào Tô Cầm lại rầu rĩ không vui. Bất kỳ ai gặp phải chuyện như thế này cũng không thể nào vui vẻ được. Cuối cùng Gia Sách hỏi một câu: vậy cửa hàng đó tên là gì? Đinh Khải Sơn suy nghĩ một lát. Một ông già như cha làm sao nhớ được mấy thứ này chứ? Đinh Mộng Nguyên nói ra: là Châu Báu Hàng Tinh. Châu Báu Hàng Tinh. Gia Sách không nhịn được bật cười. Anh với Châu Báu Hàng Tinh đúng là rất có duyên phận. Hơn nữa anh cũng là một trong những cổ đông của Châu Báu Hàng Tinh. Chủ sở hữu Milan Châu Báu Hàng Tinh lúc nhìn thấy danh sách cũng phải kính trọng gọi một tiếng ân nhân. Anh thản nhiên nói: mẹ, mẹ đừng lo, ngày mai con sẽ đưa mẹ đến Châu Báu Hàng Tinh lấy về số tiền mà bọn họ đã lừa mẹ. Tô Cầm ngẩng đầu lên: con nói thật sao? Tất nhiên. À đúng rồi, mẹ, mẹ có thể đem theo một cây búa. Hả? Đem thứ đó làm gì chứ? Đem theo đập kẻ đó. Ngày hôm sau trên đường phố, Gia Sách đưa mẹ vợ Tô Cầm đến trước cửa hàng mới mở của Châu Báu Hàng Tinh. Đinh Mộng Nguyên sợ bọn họ xảy ra chuyện nên cũng đi theo. Vừa đến cửa hàng đã thấy có mấy bác gái quyền quý vây quanh, ai nấy đều luôn miệng mắng chửi, trong tay bọn họ cầm đủ loại trang sức, vừa hò hét đòi trả lại. Rõ ràng bọn họ cũng giống như Tô Cầm, đều là những người dân bình thường bị cửa hàng vô lương tâm kia lừa gạt. Nhưng chuyện duy nhất bọn họ có thể làm chỉ là đứng la hét mà thôi. Bởi vì cửa hàng trang sức đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên bọn họ đã thuê mười mấy nhân viên bảo vệ đứng chặn ở cửa. Đừng nói đến chuyện muốn vào bên trong đòi lại quyền lợi của mình, chỉ cần người nào dám gây chuyện thì họ sẽ lập tức kéo ra ngoài. Cửa hàng lại dám lừa gạt khách hàng trước mặt một doanh nghiệp lớn như Châu Báu Hàng Tinh, những người dân bình thường căn bản không đủ sức đối phó. Gia Sách chen vào trong đám đông, vừa định bước vào cửa hàng thì đã bị nhân viên bảo vệ chặn ở cửa. Dừng lại, anh muốn làm gì? Nhân viên bảo vệ không biết rằng sẽ Gian Sách, nhưng nhận ra Tô Cầm, vừa nhìn thấy Tô Cầm đến đã biết đến đây để đòi quyền lợi, người như vậy nhất định không thể cho vào. Gia Sách cố ý nói: chúng tôi mua phải hàng giả nên đến đây trả hàng sau. Mấy nhân viên bảo vệ nhìn nhau rồi bật cười. Thấy những người đó hay không, bọn họ đều đến đây để trả hàng, anh muốn đổi trả cũng phải xếp hàng phía sau bọn họ đi. Đi mau đi xếp hàng trước đi. Còn phải xếp hàng sau. Hiện trường có tới mấy chục người nhưng không có ai được cho vào bên trong. Cho dù bây giờ có xếp hàng đến chết cũng không thể nào vào được. Tô Cầm vừa sốt ruột vừa tức giận. Hôm qua bà đến đây cũng đã bị xua đuổi y như vậy. Đều nói kiểu nói trái phải không được mà trực tiếp xông vào cũng không xong. Nếu làm căng quá thì sẽ bị cảnh sát đến, lúc đó càng tổn thất nhiều hơn. Gia Sách căn bản không thèm để ý tới mấy lời của nhân viên bảo vệ, cứ thế bước vào bên trong. Này, anh có bị điếc không hả? Cút ra ngoài cho tôi. Nhân viên an ninh cũng không mấy thân thiện với loại người đột nhập như thế này nên lập tức tiến lên túm lấy quần áo quanh kéo ra ngoài. Bọn họ không biết trước đây đã đánh bao nhiêu người, còn tưởng rằng Gia Sách cũng giống như quả hồng mềm. Nào ngờ bọn họ nhầm to, sức mạnh của Gia Sách vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Mấy nhân viên bảo vệ thấy thế bèn cùng nhau tiến lên, nhưng không thể nào kéo Gia Sách ra ngoài, anh khỏe hơn trâu. Gia Sách bước 2-3 bước đi vào bên trong cửa hàng, vừa hất người một cái đã khiến đám nhân viên bảo vệ đồng loạt ngã xuống đất. Tình huống gì thế này? Đúng lúc này một người đàn ông đeo kính mồm nhọn như khỉ từ từ đi ra. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng đứng dậy: quản lý Tào, chúng tôi không ngăn cản được tên này xông vào. Quản lý Tào bốn mắt xem xét danh sách từ trên xuống dưới, sau đó hỏi: có biết nơi này là đâu không? Chỉ cần là vỡ một mảnh thủy tinh ở đây, e rằng cả đời này cậu cũng không bồi thường nữa đâu. Nếu không muốn chết thì mau biến ra ngoài cho tôi. Gia Sách thông thả lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra. Anh là quản lý Tào sao?
Đây là chiếc vòng tay ngọc bích tôi mua ở cửa hàng anh vào hôm qua với giá niêm yết là 1.200 vạn. Tôi bỏ ra 120 vạn để mua, nhưng giá trị thực tế sau khi kiểm tra lại không đến 10 vạn. Các người có thấy mình quá đáng hay không vậy? Bán sản phẩm kém chất lượng để thay thế cho sản phẩm thật, đúng là không biết xấu hổ. Không vì lý do gì khác, hôm nay tôi cũng đến đây để trả lại hàng. Quản lý Tàu mỉm cười. Trả hàng sao? Trả cái hàng gì chứ? Rõ ràng lúc tôi bán cho cậu là đồ thật, bây giờ cậu quay lại để trả đồ giả. Cậu mơ cũng đẹp quá ha. Nói cho cậu biết, châu báu hành tinh chúng ta là một thương hiệu lớn nổi tiếng toàn cầu, thế mà cậu lại dám đặt điều vu khống chúng tôi bán hàng giả, ha ha, coi chừng bị kiện đấy. Hai câu này thực sự rất thâm độc, không những không chịu thừa nhận đã lừa gạt người khác mà còn uy hiếp ngược lại. Những người dân bình thường căn bản không có cách nào để nói lại được. Danh sách mỉm cười rồi nói, chuyện mà một thương hiệu lớn nổi tiếng toàn cầu như châu báu hành tinh quan tâm nhất là uy tín. Nếu trụ sở chính ở Milan hoặc người có chi nhánh Giang Nam biết anh lợi dụng danh tiếng của châu báu hành tinh để làm ra một số chuyện trộm gà sờ chó như thế này, anh cho rằng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Người có thể nói ra mấy lời này chắc đã có chút hiểu biết về châu báu hành tinh, nhưng cho dù như vậy thì đã làm sao chứ? Quản lý Tàu đã dám làm chuyện này chứng tỏ phía trên đã có người chống lưng, không sợ bị tố cáo. Anh ta xem thường nói ra, nếu cậu đã nói như vậy thì cứ đi kiện đi. Có cần tôi nói cho cậu biết số điện thoại khiếu nại của chi nhánh hay không? Hiện tại cậu có thể ngay lập tức gọi điện. Giá sách vừa chi kịp lên tiếng thì đã có người ở phía sau hét lên, nếu anh có bản lĩnh thì cứ nói đi. Quản lý Tàu hừ lại một tiếng, cậu đến đây đọc số cho cậu ta đi. Thư ký lập tức đến đọc số cho những kẻ gây rối có mặt ở hiện trường. Sau khi có được số để khiếu nại, bọn họ lập tức gọi điện thoại cho chi nhánh Giang Nam. Hết người này đến người khác đồng loạt khiếu nại, nhưng vấn đề là quản lý Tàu cùng một ruột với đám người kia, cho nên anh ta căn bản là không hề sợ bị bọn họ khiếu nại. Giá sách kinh nghiệm đầy mình nên đương nhiên có thể nhìn ra chuyện này có vấn đề. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi điện, nhưng không giống với những người khác, anh không gọi điện đến chi nhánh Giang Nam mà trực tiếp gọi cuộc gọi quốc tế đường dài đến trụ sở ở Milan. Xin chào ngài Giang, xin hỏi ngài có dặn dò gì ạ? Giúp tôi liên hệ với... Không bao lâu sau, cuộc gọi của mọi người cũng kết thúc. Những người khác trừng mắt nhìn quản lý Tàu. Người có chi nhánh chính sắp qua đây, anh chờ cái cửa hàng này bị đóng cửa đi. Quản lý Tàu phủi phủi xem thường. Hơn 20 phút sau, xe của chi nhánh đến. Đám đông tản ra, một người đàn ông mập mạp bước xuống xe, nhìn cái bụng phệ kia chắc hẳn cũng chứa không ít mỡ. Ông ta bước thẳng vào cửa hàng, quản lý Tàu lập tức dập tắt tàn thuốc, sau đó bày ra dáng vẻ vui tươi hớn hở, bước lên nói, cậu dám, đám người này dám nói châu báu hành tinh của chúng ta bán hàng giả, cậu giúp cháu phân xử đi. Một tiếng của cậu vang lên đã lập tức làm cho mọi người có mặt ở đây chạnh lòng hơn phân nữa. Người đàn ông mập mạp xoay người nhìn thoáng qua đám đông một cái rồi dửng dưng nói, tôi là Lưu Đức Vượng, giám đốc bộ phận của châu báu hành tinh ở chi nhánh Giang Nam, mọi người thắc mắc gì cứ việc nói cho tôi biết. Mọi người yên tâm, con người tôi rất công tâm, nếu là vấn đề của chúng tôi thì tôi chắc chắn sẽ xử lý, tuyệt đối không bao che. Nhưng nếu vấn đề không nằm ở chỗ chúng tôi, chứng tỏ mọi người đã đặt điều hãm hại châu báu hành tinh chúng tôi, chắc chắn tôi sẽ không nương tay với mọi người đâu. Mấy lời này trên danh nghĩa là như vậy, nhưng thực tế có tác dụng gì hay không thì không một ai biết. Có mấy bác gái nhìn nhau rồi cầm theo mấy món đồ trang sức kém chất lượng bước lên. Chỗ trang sức này đều được mua tại cửa hàng của các ông, nhưng tất cả đều là hàng giả, mau trả lại tiền đi. Lưu Đức Việt nhìn thoáng qua, bà có biên lai và hóa đơn không? Có. Bác gái kia bày ra tất cả đồ trên đặt trên bàn. Lưu Đức Vượng cầm lên rồi kiểm tra từng thứ một, sau khi xem vài lần bèn mỉm cười. Lưu Đức Vượng giơ biên lai và hóa đơn lên, sau đó nói với đám đông, những biên lai và hóa đơn này đều là giả, tất cả đều là giả hết. Ha, đúng là to gan, thế mà dám dùng biên lai giả và hóa đơn giả để trả hàng. Mấy người tưởng châu báu hành tinh của chúng tôi dễ bị qua mặt lắm hay sao? Các bác gái hoàn toàn trợn tròn mắt. Số biên lai và hóa đơn này sao có thể là giả được chứ? Không thể nào. Gia sách hiếp mắt đứng trong đám người, vở kịch này càng lúc càng thú vị hơn rồi. Quản lý Tàu và Lưu Đức Vượng nhìn nhau, lộ ra nụ cười gian xảo. Lúc này Đinh Mộng Nguyên bước đến và nói, ông có thể cho tôi xem hóa đơn và biên lai một chút được không? Có thể. Lưu Đức Vượng đưa cho Đinh Mộng Nguyên. Bản thân Đinh Mộng Nguyên là giám đốc điều hành của sản xuất nhiệt đinh, nên cô rất am hiểu về phương diện này, chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là có thể biết
đây có phải là đồ thật hay không. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Đinh Mộng Nguyên thở ra một hơi. Đúng là biên lai và hóa đơn giả. Lần này các bác gái không nhìn nổi nữa, chỉ thẳng vào mũi Lưu Đức Vượng chửi ầm lên. Thậm chí còn có người định xông tới vả cho miệng Lưu Đức Vượng tét thành hai. Nhưng nhân viên bảo vệ ngay lập tức chạy đến, kéo tay bác gái kia ra. Một vài người trong số họ trực tiếp lôi bác gái đó ra ngoài. Không nhìn cho rõ đây là chỗ nào hay sao mà còn dám làm loạn hả? Lá gan cũng rất lớn đấy. Lưu Đức Vượng cố trách mọi người. Hiện tại sự thật đã rõ ràng, các người đem biên lai và hóa đơn giả đến để vu khống người khác. Lỡ ai đó không hiểu thì hiểu lầm là châu báu hàng tinh lừa gạt người ta thì biết làm sao đây. Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù biên lai và hóa đơn của các người là thật thì làm sao tôi có thể tin rằng mấy người không lén đổi sang đồ giả sau khi mua ở đây. Nói một cách công bằng, tôi hoàn toàn ủng hộ cách giải quyết của quản lý Tàu trong chuyện này. Cho dù các người làm loạn cũng được, tố cáo cũng thế, châu báu hàng tinh chúng tôi sẽ không e ngại đâu. Nói cho các người biết, hôm nay đừng mong có ai sẽ được trả lại dù chỉ là một xu. Nói nghe thật chính đáng, đám bác cái kia chỉ có thể ôm một bột tức mà không thể nói nên lời, thật sự đã mắc mưu đối phương rồi. Làm sao bọn họ có thể ngờ một cửa hàng danh tiếng như châu báu hàng tinh lại dùng hóa đơn giả đơn giả được chứ? Hóa ra ngay từ đầu đối phương đã tính toán hết rồi. Các bác ấy này đều đã lớn tuổi nên chỉ ham món lợi nhỏ trước mắt, làm gì mà suy nghĩ được nhiều như vậy. Đây là một bài học của việc tham thì thâm. Gia sách âm thầm bồi phục, có thể hành động từng bước như thế này đúng là không đơn giản. Quản lý Tàu và Lưu Đức Vượng cấu kết với nhau lợi dụng danh tiếng của châu báu hàng tinh để kiếm tiền đút túi riêng, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Cho dù có lý hay làm theo thủ tục cũng đều vô dụng. Ngay từ đầu, tất cả mọi điều kiện có lợi đều bị bên kia chiếm hết. Các bác gái này chỉ có thể cam chịu rằng mình bị suối quẩy. Tôi cầm thở dài, sách à, chúng ta về thôi. Nếu cứ tiếp tục làm ở Mỹ đi nữa thì cũng vô ích. Ngoài việc chấp nhận thì có thể làm gì được đây? Tuy nhiên Giang Sách lại thản nhiên nói, mẹ đừng lo lắng, chuyện đã hứa với mẹ, nhất định con sẽ làm được. Còn nói trả tiền thì nhất định hôm nay phải được trả tiền. Không chỉ tiền mồ hôi nước mắt của mẹ mà còn của tất cả những cô chú đang có mặt ở đây. Tất cả đều phải trả lại toàn bộ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Sách với vẻ mặt không dám tin. Làm sao có thể có chuyện như vậy được chứ? Lưu Đức Vượng khinh bỉ nói, cậu trai trẻ, cậu đừng quá ngông cuồng. Tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm. Ở trước mặt cậu, ở trước mặt tôi, cậu là cái thá gì chứ? Trả tiền sao? Dựa vào đâu chứ? Cậu hoàn toàn không có bằng chứng chứng minh mấy món trang sức này được mua từ châu báu hàng tinh của chúng tôi. Chẳng lẽ muốn ép buộc trả lại hàng sao?